xuống đây là có quà tặng mày nha. Rồi. Nó ăn con nhỏ kia ăn sữa trắng. Đầu tiên là tiếp bị nó dẫn ra. Nó dẫn cháu bà. Rồi lên tiếp là nó bị tinh thần nó hết nó. Nó bị dẫn dữ nó bình thường. Kể cả nó thua xe đầu nó không đến mình. Sáng thua con kia xe đầu. Tốt ghê. Rồi đôi này mạnh nhất nữ mà nó trong không đâu mà mình con một với anh là anh nói như thế tinh thần tâm lý vui gì tới cô lý chứ anh bữa nay cũng vui gì đó cái cầu đỡ quá đơn giản đọc như người lính. Từ đầu quá rồi.
khớp này nó bị đau. Hai năm tiếp vừa thấm nó không được. Hai năm rồi tiếp vừa thấm. Giờ cứ anh gọi là tiếp rồi, mình tiếp chứ cứ anh kêu cái này để tiếp. Tại vì có mỗi một con bắt thích của đối bán tết tôi nha mọi người số A3 để con 3 người cho nó thấy Vũ Đăng Khoa, Đồng Nai đỡ quá ha. Nguyễn Thị Hoa, Trần Đình Mạnh, Lâm Đồng điều hành trận đấu trận đại chính Phạm Minh Hào. Tại vì con không nghĩ là mình được làm đơn rồi không? Làm đơn nam có thể mình được, nữ có thể nam cũng có luôn, nam có lẽ thịnh như thế nào? Thịnh sao? Dán rồi hả? Thịnh mà dán như thế nào? Tôi thấy như là nói mà nói như là tôi là Sơn La. À, thấy như Sơn La hả? Như Sơn La, cục đưa đó. Cô là thành viên nguyên mà thành viên khu thứ ba.
Hải Phòng. Hải Phòng. Không bị tâm lý rồi. Tuổi đấy.
Phần thứ ba, trận bán kết đôi.